Tâm tích ngon quá. Thịt không à. Rồi mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Nè thử đi. Ngon ha. Ừ. Tươi đói mà, ngon lắm. Mới vừa làm xong á anh. Ba. À, ba hả? Sao? 10 điểm. 10 điểm. 10 điểm nè, 10 điểm nè. Ừ. 10 điểm. Hai ta lên mấy 10 điểm. Xin cảm ơn anh nhận xét đi. À, hết sảy chưa? Dạ, nó hợp. Hoàng Sơn chào cả nhà nghe. Bữa nay Hoàng Sơn cùng cả nhà mình sẽ ăn món canh chua khô. Mà khô tôm tích thì nó cực kỳ ngọt luôn. Thịt nó ngọt vậy lắm. Nay không ai hái nó me hả còn mà. Ừ, sáng ngày mà họ hái là mình không có. Dạ. Để con bụi vô này ha. Ai hái không hái thì cái dấu cũ hôm qua nè. Dạ. Mà mình ngồi mình chặt như nè, nó ra hoài nè. Hồi xưa không biết ha, để leo lên cây tuốt ngọn cao. Nhưng mà nó ra có một đợt để đâu ra nữa, còn dạ. Hái gì nó ra hoài. Mà hồi xưa như nếu chặt thì bị quở á. Không vào quở, không có được chặt cây ngang nha. Mẹ thì trồng để dần trái. Dạ. Còn giờ mình hái lá không cần trái. Hái rồi thì lên khác. Dạ. Còn đầu mùa mưa, nó mưa xong rồi nó già đi. Ăn được có mấy ngày thôi. Này có quanh năm luôn nè. Cứ tẻ tẻ hoài ra lá mới. Dạ, họ có bán quanh năm, họ đi trồng làm như hàng rào vậy đó. Dạ. Từ nhà ngoại đó. Để nhà ngoại quyến hàng rào á. Qua đây mưa dữ hả mẹ? Suốt ngày. Bữa qua con đi Sài Gòn, con Nguyễn mắc mưa quá trời. Hôm qua trận này là mưa tới chiều luôn rồi nè. Dạ. 7-8 giờ mưa tới chiều. Có cơm khô khô ngon quá mẹ ha. Nó cũng giống giống cái ông hỉnh. Mà cái loại cá này á là con đặt hàng là cắt bỏ đầu á mẹ. Nên không có xương. Nít ăn cũng được nữa. Mà mình là đặt loại cá cơm con á mẹ. Cá cơm nhỏ nhỏ. Nhai luôn xương. Nhỏ. Dạ chứ con bự mình ăn mình phải có cái xương phải bỏ ra. Có loại con cá cơm đá. Dạ. Nó dậy nó cứng nhắc à. À nên là kêu cá cơm đá hả? Cái này cá cơm mỡ. Dạ. Có cái loại kia dậy cứng. Là để làm nước mắm. Dạ. Ủa không ạ? À? Thấy ít quá mà. Còn nhiều. Bữa nay mình còn rau không ạ? Hôm nay mẹ không có qua trồng, không có tưới mưa được nhiều. Ôi bông đẹp quá ha. Thôi. À, cả nhà thấy trời mưa xuống cái bông của mẹ nó ra quá trời luôn nè. Tới giờ 10 giờ có thể là bông. Dạ. Chưa tới giờ. Mưa nước nó ngập quá trời không qua chơi được. Hôm nay định qua đây chơi mà xình không. Giờ làm cái kho cho mẹ luôn, chứa củi với chứa rơm. Rau lan nay sung quá chừng mẹ. Rau lan nè. Nay lên quá chừng. Mồng tơi à, mồng tơi cũng vậy nữa. Hôm nay bỏ nay cả tuần lễ qua. Đậu bắp của mẹ thì nay nó lụng rồi. Nó lẽ chặt ngang á. Dạ nó chặt không mẹ. Mà mấy rai mắc công chuyện quá không có qua đâu. Dạ. Chặt rồi nó nhả nhánh hả mẹ? Thường thì mình chặt nhả nhánh đang mình ăn thêm một mùa nữa. Mấy bữa nay mưa quá trời mấy ngày luôn không có qua bên đây. Bông nó trổ đẹp quá chừng. Qua nè. Dạ. Nãy quên đem cái dao để cắt mặt hà nữa. Rồi hổm này cứ cắm cái dao mà nó bị gãy cán rồi cắm nó không biết hôm nay có đâu. Sắp nó bỏ đâu rồi. Cái tôm tích hình như nấu là nó hao lá me dữ lắm mà. Ừ. Nó ra ngọt quá mất chua luôn á. Loại tôm đó, nó hao lá me. Dạ. Cá nó ít hao. Mình ăn có tô trăm. Nó nổ rồi đó. Hổ mình tốn hết 200 ngàn mua hả? Ừ, 2 chậu. 2 chậu. Đó cái con ốc con sâu gì trắng thôi nó cùi đó trên đó. Dạ. Cùi lá trên đó. Kiến mà à kiến thôi không có cái dao
Trơn lắm rồi mẹ. Nè bông này nè, đáng lẽ cắt ra phơi nè, mà trời mưa gì không biết nó còn lên không chết. Đâu chở dữ vậy bác Năm? Hỏi chị bác Năm lọt ruộng này. Ta đang chạy hỏi dòm qua lọt ruộng. Dòm qua lọt ruộng đi chợ lúa không bác Năm? Dạ. À. Chạy không có mối đâu đó. Đó vậy còn kêu. Bác Năm có nuôi gà không ạ? Nuôi mấy con gà. Để rồi đám giỗ không biết còn không. Để mà coi coi đầu bắp không có lên lên. Chắc là không nổi quá. Có lên không đều. Tại trời lạnh kiểu này nó không có nước hột được. Cả nhà qua đây ăn cơm, nấu cơm như hồi xưa á, cơm mà chắc nước á. Mà cái chòi nó ướt nhẹp, nước nó lên tới trên rồi. À, về coi mấy Năm nấu cơm ha, ngày chia sẻ cho cả nhà mình cách nấu canh chua tôm tích. Mẹ lấy nấu canh. Nước lọc chứ không? Không biết lọc không sao? Ráng tập làm đi, sao sau này đi học cái con ở ký túc xá đó con tự nấu ăn. Ký túc xá là cái chỗ ở cho sinh viên á, chỗ ở tập thể. Con nghỉ trên đây con bẻ ngang nè, con lột ra. Sơn Hà đi gửi bay yến nữa hả? Khác nhiều ngao ảnh à? Vậy quá. Về khó trời đi. Bên này bắt cái kia. Em cắt và tôm tích ra anh xem thử đi. Tôm tích đầu mùa đó em. Mùa năm nay nó không có nhiều bằng năm trước. Có lại rồi nè. Nhưng mà không nhiều bằng năm rồi. Tôm tích này mẹ thích kho lắm, mẹ thích kho ngọt ngọt á. Riêu ngọt. À, mới luôn á, ngon ha. Nè cả nhà thấy tôm tích trong khe luôn nè. 1 ký hay nửa ký? Bịch nửa ký em. Nhiều quá trời luôn nè. Nhiều lắm.
rồi chỗ thấy nó ngon ghê không? Cái con tôm tích là mình nước á. Ngon quá ha. Có tôm tích lại rồi. Vẻ rồi anh đi nước ngoài cũng được mấy chục ký. À để anh vô coi mẹ nấu canh chua ha. Trời ơi anh đi ăn hát à. Dạ. Đây để mà sang lấy. Tôm tích luôn không? Nó mềm ạ. Cái tôm tích đó nó dễ chín đó mẹ, mình ăn mình nấu mì mình thả vô cũng được đó mẹ. À sẽ không bưng vô nè. Họ có ăn tôm tươi sống đó. Dạ, có người ăn tôm sống nữa. Nhưng mà mình nấu chín. Thôi, nấu chín đi cho chắc. Họ có cái tôm sống mà họ ăn bạc vậy em dám ăn. À, có, còn có ăn. Nữa. Trên nhà hàng họ làm á, làm sạch nó. Cắt bỏ cái cọng lưng trên bụng á. Thấy sợ ghê. Cắt bỏ cái cọng cọng ruột trên lưng đó. Rồi cái đầu á thì đừng phải nướng món riêng, còn mình chỉ lấy thịt thôi mà. Vô đây nhiều lắm á. Lấy ít lại. Bớt lại xem. Dạ. Tâm lát chị ăn luôn. Dạ. Tôm mới nó trong vắt luôn mẹ ha. Thấy chưa không? Cần sáng hả? Ủa giờ con ăn gì á? Ăn bánh mì ngọt. Rửa cái nha. Dạ. Rồi, cô chú mình coi cái cách nấu canh chua của mẹ nha, để tham khảo. Thì mình nấu giống như nấu tôm khô thường vậy đó. Hoặc là cá khô. Ở nhà có mấy cái đầu cá sẽ khô nè. Bỏ vô luôn. Để bỏ uổng. Đây là có phi á. Dạ. Đó, mình cũng có thể thả thêm thịt hoặc cá vô thêm. Còn tôm tích nó không cũng được, nó ngọt nước vậy đó. Mình nói là chua chai thì không có bỏ gì hết, ăn cũng ngon quá chị. Dạ. Cái này á mình có thể chiên ăn cũng được cả nhà ha. Chiên nè, kho ngọt riêm giống như riêm vậy đó. À, tại nó đã mặn mặn rồi. Bỏ thêm nước mắm. Dạ, còn cái này thì mình nấu canh. Cái này nướng ăn cũng ngon lắm. Nướng đây sơ sơ à? Dạ, nướng sơ thôi chứ nó nhanh chín lắm nha. Tại nó mỏng vậy lắm. Quay gì á? Cái đồ quay bánh ngọt ha. Dắt quay nữa hả? Không để bụng ăn cơm con, ăn ít thôi nha. À, bữa nay thì mình sẽ ăn cơm với cái cá cơm kho này nè. Cá cơm kho được rồi, Hoàng Sơn có bán trên cửa hàng rất là nhiều của Nam Việt ha. Đặc sản vào quê. Cả nhà anh xem ha, cá cơm kho. Một hũ vậy là nửa ký ha. Cái này đã mình đã ăn nhiều rồi. Một hũ nửa ký thì 250.000. À, còn cái này là cá cơm chiên giòn ha. Một bịch về nửa ký là 200.000. Này 250, này 200.000. Cái này chiên giòn đó, ngon lắm. Hai cái loại cá cơm đó mình có thể gửi đi nước ngoài được cả nhà ha. Nó bảo quản được trên tháng rồi á. Rồi bây giờ mẹ nấu canh nè. Do cái này mẹ có cái đầu cá phi nên mẹ thả vô mẹ luộc trước. Còn tôm tích nhanh chín nè. Bỏ là mẹ vô. Sợi chua chừa lên miếng đi. Lát cũng chua. Mình nấu cũng giống như nấu canh chua khô vậy phải không mẹ? Ừ. Xuyến đưa gấp đôi à. Mẹ nói như đây là đủ ngọt rồi, không đủ lá me rồi. Nó ngọt lắm, không đủ chua luôn á. Làm mất mùi chua luôn. Cá chín bỏ nó vô. Vậy là cái lá me. Rồi mình thả đậu bắp với bạc hà ha. Ở đầu bắp vô trước. Nấu canh chua không có liền luôn. Ở đầu bắp vô trước thì xin. Dạ. Đó, rau chín cho vô trước. Bắp hà bỏ vô chín. Cho em bỏ. Còn cái muối. Dạ. Xíu đường, xíu hạt nêm. Xí mặn. Đây canh chua ở miền Tây mình nó thì hơi mặn mặn ngọt ngọt một xíu nó dịu. Sáu cậu của mẹ dạy mẹ con nấu canh chua con nêm làm sao ăn ngon mấy hông ấy nêm sao cậu nói nghe thử chua cay ngọt thơm
chua cay ngọt thơm hả? Con nêm sao chua cay ngọt thơm mà ăn nó mới ngon. Có chua có cay có thơm. Ngọt thơm. Thơm là rau thơm ha. Chua à, lá me hoặc là trái me. Muối ớt ngọt thơm. Thêm đường. Đừng có nêm lợ lợ là nó không có ngon. Dạ. Yeah. Phải chua chua. Phải đậm đà xíu hả? Ừ, đậm đà đúng rồi. Chua cay rồi ngọt thơm. Đó, vậy thì bác thà vô nữa là xong rồi đó. Cá chín rồi. Ăn mà mấy quán cơm Châu Đốc họ còn nêm ngọt hơn mình nữa mẹ. Ừ. Ở dùng dưới ăn ngọt. Ừ. Nó nêm đường nhiều hơn mình á. Cái gì nó chạy kìa. Tội nghiệp bà Yên à. Nó bị giữ em đi nấu canh chua bà ăn cơm luôn á. Hát tâm tâm bà nè. Cái này ăn với cá kho mặn á mẹ, ngon á mẹ. Cá cơm kho nè. Cái này sáng mua cá kho rồi, hai ba thứ rồi. Kho chưa xong nữa, để bắt về làm việc luôn. Còn này cá không hỉnh kho ha. Bún trứng hả? Chút xíu muối nữa là lá me này lại, kho tất cả nó sảy. Bỏ lá me vô nữa, hết lá me nó vừa. Cái này mình nó nhiều món ha. Lá me nãy đâu rồi? Tại vì cái cá kho này á là mình kho để mình ăn thì nó mềm. Còn cái cá kho của Hoàng Sơn kho để gửi đi xa là nó khô hơn ha. Nó bảo quản được lâu. Với lại cái con cá nó nhỏ đó, mình bỏ đầu rồi. Rồi xương nó nhỏ đó, mình đặt lại cái cơm nhỏ đó thì mình có thể nhai luôn xương. Nên em bé hơn nít cũng có thể ăn được. Xương hà vậy mà ăn được đó. Không có bị xương em. Con cá nó nhỏ. Dạ. Xương hà khói lắm. Tại mình bằng bỏ đầu hết rồi. Trồng được 3 bụi bạc hà là đủ ăn à. Nhiều đó đủ ăn rồi. Dạ. Đây này. Mấy phần ớt cái rau thơm đó là xong ha. Ngọt rồi, giờ chua rồi. Cay để ớt vô, ngọt thơm. Cá cũng chín rồi, ngon quá nè. Giờ mình kho cạn lại xíu rồi. Rồi. Cơm nóng, canh nóng ha, cá cũng nóng luôn. Ăn gì là ngon nhất à? Chứ nấu để lát nguội á, ăn hết hết ngon. Dạ. Em mà múc mấy đồ cá ăn gì á. Cái này là mình bỏ nhờ vô chứ không phải nấu nó. Ngày xưa gọi là ăn độn hả? Món chính là tôm tích. Ngon không? Dạ. Nhà mình trồng rau nhà đâu có cần mua. Sáng lâu mua món gì vậy? Hôm nay nhà mình đâu có mua rau đâu. Dạ. Chị nó học ở không đi hái thì nó mua chứ. Cá phi thì cái mình chiên ha, còn cái đầu xương thì mình nấu canh nó mềm ra dễ ăn hơn. Mình làm khô mình không có mấy cái đầu. Dạ. Mẹ thiếu một chén mẹ ơi, có chén nữa, có chén. Cầm tích ngon quá. Thịt không à. Phải cô ấy nó nhỏ xíu lại cái mình nấu nó mình nở ra. Nở ra nè. Dạ. Cái này tôm tích là ta phải làm trên ghe luôn á mẹ, nó mới tươi được mà. Bắt lên ta làm luôn. Dạ. Bắt lên làm luôn. Nó nhẹ ký em. Đúng chén ca về chưa? Mà bữa nay sao nhiều món cá quá vậy? Có cái chốt kho nè. Ăn bữa ăn hai ba bữa. À kho để đó hả? Tiêu hùng ở cái chốt. Cái món này mình lóc ra dĩa luôn đi. Ừ, cho ra dĩa em. Cá cơm ngon quá ha. Cá cơm này kho y như nhà mình kho vậy đó. Nó ngọt ngọt các mẹ. Mặn ngọt ngọt. Mặn ngọt ngọt dễ ăn. Chứ cá kho tiêu mà không mặn mặn không có ngon. Dạ. Cái mặn thâu cái phải bỏ. Cái này mình để ngoài mình ăn ngon lắm nè. Ăn không cũng được. Để ngon mát á.
Tại cái con cá này còn mềm á em. Con cá này mình kho là nó khô lại luôn á. Này tắt lửa đi chiều hôm nữa. Dạ. Cái này chiều ăn. Thôi vậy chiều ăn đi, mình ăn món này đi. Ăn cái này với cái món này được nè. Ừ. Tại cái này mình kho lại một lần nữa nó cứng nó mới ngon. Để bỏ hành vô cái rồi cả nhà ăn cơm nghe. Đậu bắp này hết chứ ăn hái ăn đâu hết, nhiều hay cho chứ ít nhẹ ăn cũng không hết nữa. Này khô hả? Dạ này chiên giòn mà. Cá cơm chiên giòn, giòn. Không thử đi mẹ, nó bóc. Cũng bỏ đầu luôn không có xương nè mẹ. Bóc thử nha. Dạ giòn rồi mà. Gia vị vừa ăn mà. Này có tỏi ớt ngon, kia là kho mặn ngọt, này chiên giòn, dạ. Có cơm chiên giòn nè Sơ Hùng, cái này chắc Sơ Hùng thích nè. Cái này có cái áo bột sơ, dạ. Sơ sơ, dạ. Nó mới ngon vậy. Con lấy cái chốt ăn đó. Sơn Hòa ngủ chưa ta? Em ru rồi chắc hết hát chắc ngủ rồi quá. Tại vì mới ngủ. Rồi để mình qua coi Sơn Hà ngủ chưa thì rủ anh Yên qua ăn cơm luôn cả nhà. Nhi ơi, cơm chưa? Trời ơi sao phạch bụng vậy? Hả? Sơn Hà sao phạch bụng vậy? Về ăn cơm nè. Má hai về, má hai về. Rồi má hai về kìa, nhanh nhanh. Chạy ra trước má hai đi coi có bánh không? Ừ. Ba mở cửa ba. Mày mở cửa hả? Ừ, mày quá ta. Mở cửa cho má hai vô. Đi ba vô mở cửa hả con? Hai dạ con thôi. Nãy giờ ba Yên hát quá trời rồi thấy em ru không hát tưởng nó ngủ rồi. Nãy ngủ mẹ đưa rồi. Dạ. Ba Yên dụ mình nấu cơm ăn mà. Ừ. Hai dạ cơm nha. Cơm. Mai giờ hả Sơ Hùng? Cơm Yên ơi. Mất mưa hả chị? Trời ơi Sơn Hà ra rước má hai có bánh nè. Trời bánh quá trời luôn. Má hai đi về là bánh quá trời luôn. Nãy giờ mưa em đóng cửa. Ừ mưa gì mà mưa suốt ngày luôn. Qua không vậy không vậy. Nhanh nhanh nhanh. Nè má hai cho bánh nè. Nè. Để má hai cho bánh nè nhanh. Lên ăn cơm. Lên ăn cơm. Cơm luôn chị, canh chua tôm tích nè. Rồi cá cơm kho mặn với lại cá cơm chiên giòn. Dạ, cá cơm em mới có món mới đó, 200.000 một bịch nửa ký. À chị. Nó rẻ hơn cá cơm kho làm cực hơn chút. Nhưng mà mỗi cái nó mùi. Dạ, mỗi cái mùi vị khác nhau. Dạ, tỏi ớt. Giòn rụm ha. Còn cái này kho mặn ngọt. Còn cái này nó dẻo. Dạ. Thôi Sơn Hà. Sơn Hà rồi. Chị ăn cơm luôn. Dạ. Có khách hay gì vậy? Có tiếng chuông. Nó yên nhà. Dạ. Trời công tình ta giữ em không cho ta ăn cơm. Ngày ăn hả? Quá trời mưa cả ngày luôn, bão nè. Nãy Sơn Hà nó định chui ra cái cửa đặng nó dọc nước. Cái cửa khép xuống gần hết rồi. Rồi chui ra.
Chưa. Cái cửa còn mình vừa ra đang cho gió thổi vô cho mát á, nó chui. Trời ơi, nó hai. Trời ơi, nó kêu con ngồi cho mẹ. Ngồi xuống. Nó chỉ vậy nè, a. Bữa nay mưa có khách không chị? Có thôi, vừa sáng có khách thôi. Dạ. Nhưng mà cái lúc trời mưa thì người ta không có ra đường, cho nên không có bán được. Trời ơi, nó lấy đũa nó ăn. Con cắp đũa ăn luôn hả, cầm tay phải nữa kìa. Giỏi quá ta. Muỗng nè, có hai cho muỗng nè. Tôm tích nay có mùa lại rồi hả chị? Dạ, ngon lắm. Rồi. Dạ. Rồi ôi, nó cái chua nữa vậy chị. À. Thấy cho chị tưởng tinh chua. À, chị ăn thử đi, con tôm tích bóng lưỡng luôn nè. Ăn thử con tôm đi. Cái này nó mình bán nhiêu ký thôi? Nay 800 ngàn ký chị, nửa ký là 400. Mùa này nó không có nhiều như năm rồi. Năm rồi nó... Cái này nửa ký nhiều lắm. Dạ nhiều lắm, một bạch to luôn á. Ngon quá bạch. Dạ hết không? Đây, con sớm mời cả nhà nghe. Nó kêu vơi nữa kìa. Nghe cưng không? Nãy giờ công tình ta đưa hát cho nghe mà phải kêu chứ. Không có hai cái đi. Không có hai cái. Con hùng á. Đưa mặt giờ. Con hùng á, không có hai đi. Con hùng á. Không có hai đi. Rồi, có hai hùng chính mày xong rồi. Con cơm canh để đây nè, nó con. Rồi, mời cả nhà ha, mẹ ăn cơm hả? Để tiền xuống đi, ăn cơm đi. Nhét túi đi. Đây. Túi rồi. Rồi. Cả nhà. Bỏ túi rồi. Tôm, tôm tích mình sau khi mình nấu canh chua nè. Nó ăn kìa. Các ăn thấy thương không? Đây, tôm tích nha. Mình nấu canh nó ở mềm nữa ra. Tôm tích là mẹ thích. Còn nếu mà như mình kho á, thì nó sẽ cứng hơn xíu. Ngon quá mà. Tôm tích quá ngon. Cái này ngọt. Mình chiên cũng được, mình chua cũng được hả? Dạ. Chiên cũng chiên mà chiên nhanh đó chị. Nó nhanh, nó mỏng quá. Chiên lửa phép. Dạ, lửa riêu riêu. Lửa mà nóng quá nó mau. Tôm tích đợt này quá ngon. Ăn luôn em ơi. Chị đồ ăn có nhiều. Dạ. Chị lấy nửa ký tôm tích hả? Dạ. Ăn luôn đi xin cho anh. Nhiều lắm chị. Nhiều lắm. Nhưng mà em đâu có bán bịch nhỏ hơn đâu. Bịch nửa ký. Ăn luôn đi. 200 đúng không? Dạ. Không, 400. Bán vậy đổ nợ luôn á. Má hai hỏi 200 à. Cũng dạ rồi. Đây đây, ngồi bên chị. Vậy cho nghe. Ăn cơm rồi, đũa ra, đưa đũa bên ra. Rồi. Đâu, đưa đũa đâu. Rồi, anh em thử tôm tích anh em, ngon hết sảy luôn. Rồi, quá ngon. Ngon hết luôn á. Đây. Có xương đây. Anh đi gấp thử cái con tôm này. Xong rồi má hai á. Không rồi má hai á. Rồi mời cả nhà nha. Rồi thử đi. Rồi cảm ơn con nha. Ngon ha. Ừ. Con cầm tay phải nè. Tươi đói mà, ngon lắm. Mới vừa làm xong á anh. Thịt nó ngọt quá chừng ha. Ngon quá ha. Dạ. Má hai gấp này cho tới nhà ăn được. Cái mùa của nó là từ giờ tới Tết nè. Ăn đi con, tôi kinh nó đây. Để má hai gấp này. Mua này để giờ nấu cơm ngon. Dạ. Mà mẹ kho riêu ngọt á, ngon lắm. Ừ, nồi ăn nồi. Cái gì cũng ngon hết trơn. Cái này cá cơm. Cá cơm mà. Cá cơm giới thiệu anh em, cá cơm chiên giòn, một bịch nửa ký là 200. Mua đại mấy bác uống nước trà được. Cái đó người ta xay với. Còn cái này 250. Cái này mắc hơn chút. Cá cơm kho kho nước mắm hôm bữa nè. Cái đó nó mắc hơn này á sư. Dạ cái này mắc hơn xíu. Rồi tạm biến là rồi ăn mua mẹ. Rồi. Anh em về shop rồi. Đủ loại khô cá luôn mà. Không được đâu. Sơn Hùng thì thích món cá chốt. Rồi mời cả nhà ha. Thử món ăn cơm này với cá kho này ngon lắm. Canh chua với cá kho mặn nè. Ăn đi canh nóng này ăn đi. Ngon quá trời luôn. Bây giờ ăn phụ cái cá chốt cái bụng đi đi. Ở nhà mình cùng thử món cá con kho nha. Ngon lắm. Đây. Có ăn với tôm nóng không anh? Tôm thêm trên cái nhà chào. Này là cá cơm chiên giòn. Ngon lắm à. Này. Cá này chị biết không? Tại vì mình bỏ đầu với nó nhỏ đó, Sơn Hà ăn được luôn. Lấy cá cơm nè. Bỏ đầu luôn. Bỏ đầu nên không có xương ha. Với lại em lựa con cá cơm nhỏ nữa.
tặng cho nó xương á, mình nhai luôn, khỏi phải bỏ xương nữa. Để thay gửi cho. Cái này lạc, cái lắm. Được lắm. Cái nhỏ tốt lắm đó, ăn luôn xương á. Dạ. Người ta khuyên mình ăn nên ăn cả xương á. Cái đầy đủ chất. Còn canh chua là phải chan vô ăn mới đã. Đó. Mười điểm hả? Mười điểm rồi. Ăn luôn xương canh. Ăn vô nhà nữa. Ở nhà tụi rửa mặt rồi. Dạ. Cảm ơn. 10 điểm đó, 10 điểm đó. 10 điểm gì hai tay lên. Ba. À, ba hả? Sao? 10 điểm. 10 điểm hả? 10 điểm. Nè, 10 điểm nè. Ừ. 10 điểm. Hai tay lên mới 10 điểm. Xin cảm ơn ăn những sếp đi. À, hết sảy chưa? Rồi, hôm nay Hoàng Sơn còn ở nhà mình thưởng thức món quê ha, đặc sản ở Nam Việt Shop luôn. Tôm tích nè, có cơm kho nè, có cơm chiên giòn. Và vài bữa nữa Hoàng Sơn tiếp tục giới thiệu các món khác cho bà con mình xem nghe. Rồi tạm biệt và hẹn gặp lại ở video sau.